Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC 14. Thưa quý vị, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ có dấu hiệu gia tăng. Mới đây, khoa chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều ca bệnh bị tai nạn nghiêm trọng do sử dụng pháo nổ tự chế hoặc tự chế pháo nổ học theo hướng dẫn trên mạng để chơi. Gần đây nhất là trường hợp bệnh nhi 12 tuổi trú tại Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay do nổ pháo tự chế. Người nhà bệnh nhi cho biết bệnh nhi bị tai nạn do pháo nổ trong lúc đang tự chế pháo. Ngay sau khi được băng cầm máu ở tuyến trước, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được phẫu thuật xử trí vết thương kỳ đầu theo nguyên tắc xử trí vết thương hỏa khí. Bác sĩ Bệnh viện 108 khuyến cáo tổn thương do pháo nổ thường là phức tạp, nhiều trường hợp tổn thương nhiều vị trí như bàn tay, mặt, thân người nên điều trị khó khăn, tốn nhiều thời gian và thường để lại di chứng nặng nề, thậm chí mất chức năng vĩnh viễn. Vào dịp sát Tết và Tết Nguyên đán hàng năm, khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị vết thương bàn tay do pháo nổ. Đa số bệnh nhân ở độ tuổi từ 10 đến 16 tự chế pháo để chơi Tết. Chỉ tính riêng năm 2023, toàn quốc đã phát hiện 2.354 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép, bắt giữ hơn 3.000 đối tượng, thu hơn 40.000 kg pháo. Vì vậy, trước sự nguy hiểm của pháo tự chế, mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền vận động người thân, con em chấp hành nghiêm các quy định về quản lý pháo, không tự ý chế tạo sử dụng pháo nổ, thuốc pháo để ngăn chặn nguy cơ hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ. Đại diện lãnh đạo công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự việc có một người tử vong, ba người khác phải nhập viện cấp cứu, nghi dùng rễ cây rừng lạ để nấu nước uống. Theo thông tin ban đầu, chiều 18 tháng 1, trong lúc đi thu hoạch cây mây rừng tại thôn Làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, nhóm 4 người cùng uống nước nấu từ rễ cây rừng tại một lán trại. Đến 17 giờ cùng ngày, các nạn nhân cảm thấy khó chịu trong người, đau đầu chóng mặt và có dấu hiệu bị ngộ độc. Ngay sau đó, ba người trong nhóm báo với gia đình và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. May mắn là cả ba được cứu kịp thời. Tuy nhiên, một người đàn ông còn lại trong nhóm do chủ quan, cho rằng các triệu chứng sẽ tự hết, cố gắng chịu cơn đau, nằm nghỉ tại lán trại. Sau khi biết được thông tin sự việc, gia đình người đàn ông đã tìm đến lán trại để đưa đi cấp cứu, thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại cây không rõ nguồn gốc để nấu nước, ngâm rượu uống hoặc dưới các hình thức khác để phòng tránh ngộ độc. Mới đây, qua kiểm tra hành chính việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, Thanh tra Y tế Hải Phòng đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm, xử phạt trên 700 triệu đồng. Mới đây, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trong năm 2023, Thanh tra Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp cùng phòng ban chuyên môn tiến hành hai cuộc thanh tra hành chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số địa bàn. Thanh tra Sở Y tế cũng tiến hành thanh tra kiểm tra chuyên ngành 30 cuộc và ban hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 716 triệu 490 nghìn đồng. Các hành vi vi phạm bị xử lý chủ yếu ở lĩnh vực khám chữa bệnh và lĩnh vực kinh doanh dược. Mặc dù việc xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ sở đã mang tính răn đe cao, các cơ sở bị xử phạt đã nhận thức được sai phạm, chấp hành các quyết định xử phạt. Tuy nhiên, Thanh tra Sở Y tế cũng gặp không ít vướng mắc do số lượng cơ sở được thanh tra chuyên ngành chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn thành phố. Ngày 10 tháng 1, Bệnh viện Việt Đức đã thông tin về các ca ghép tạng đặc biệt thực hiện chỉ trong 24 giờ. Từ nguồn tạng hiến của hai bệnh nhân chết não, bệnh viện đã tiến hành 8 cuộc đại phẫu với 2 ca ghép gan, 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận, cứu sống được 8 bệnh nhân nặng. Cùng với nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, việc làm chủ chuyên môn cao, chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, nhân lực và điều phối, thành công của những ca ghép tạng lần này cũng mang đến hy vọng về cuộc sống mới cho hàng nghìn người đang chờ ghép tạng. Thông tin về ca ghép tạng đặc biệt này sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Bị giãn cơ tim, bệnh nhi 8 tuổi này trải qua nhiều đợt điều trị, liên tục phải nhập viện vì khó thở, suy tim trầm trọng. Từ tháng 6 năm 2023, trẻ đã được chỉ định ghép tim. Các bác sĩ cho biết nếu không được ghép tạng, thời gian sống của trẻ chỉ tính bằng năm. May mắn được ghép tim từ người cho chết não, hiện sức khỏe của bé đã ổn định.
Với một người hiến tim đủ tiêu chuẩn để ghép thì cái chức năng tim nó sẽ hồi phục theo thời gian, và hiện tại chúng tôi đã ngừng ECMO, ngừng máu nối xung, siêu âm tim, kiểm tra quả tim của người hiến ghép cho cái người nhận tạng này thì chức năng đã trở về với các cái thông số rất là tốt. Bởi vậy tất cả các cái hỗ trợ về thuốc cũng như là thiết bị cơ học là hoàn toàn chúng tôi đã ngừng được hoàn toàn. Theo cái diễn biến chung, những cái khó khăn chúng tôi phải đối diện, và trong quá khứ chúng tôi đã từng làm những bệnh nhân như thế này rồi, thì chúng tôi hy vọng và tiên lượng là những ngày gần tới thì bệnh nhân sẽ có những cái tiến triển tốt lên, và hy vọng là chúng ta sẽ thành công và bệnh nhân sẽ ra viện được. Không chỉ có bệnh nhi trên, từ nguồn tạng hiến của hai bệnh nhân chết não, khoảng 100 y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành hai cuộc đại phẫu liên tiếp trong vòng 24 giờ, tiếp nhận 27 tạng và mô hiến. Đồng thời 6 bàn mổ cũng hoạt động liên tục để ghép tạng cho các bệnh nhân. Kết quả hai bệnh nhân được ghép tim, hai bệnh nhân được ghép gan và 4 bệnh nhân được ghép thận. Ngoài ra hai giác mạc, một gan được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và hai giác mạc được chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho người phù hợp. Những mô tạng khác đang được lưu giữ trong ngân hàng để ghép cho những bệnh nhân khác. Và chúng tôi rất là tự hào cũng như hãnh diện là có nhắc đến tên Việt Đức. Và đấy là cái trường hợp ghép đa phụ tạng đầu tiên của Việt Nam. Nối dài những cái truyền thống của bệnh viện về công tác ghép, thì vừa rồi chúng tôi cũng thành công với hai trường hợp ghép đa phụ tạng. Đồng thời một lúc vừa ghép tim, vừa ghép gan, vừa ghép thận trong số lượng lớn và một thời gian rất ngắn. Và đến bây giờ thì có thể coi là hai trường hợp ghép đó là thành công. Đó là một cái minh chứng trong cái hướng đi đúng của bệnh viện trong suốt cả một cái chiều dài hàng chục năm vừa qua, cũng như là minh chứng cho một công tác tổ chức nó hết sức là chặt chẽ và vận hành nó trơn tru. Và cái mong muốn của chúng tôi là cái mô hình của Việt Đức, cái cách làm của Việt Đức sẽ được truyền đến nhiều cái nơi khác nữa ở trong cả nước này, mà cũng đang triển khai cái công tác ghép tạng, đặc biệt là ghép tạng lấy ở người hiến chết não. Và thông qua cái việc đó thì nhiều bệnh nhân ở những cái giai đoạn cuối được cứu sống. Đây là lần thứ hai Bệnh viện Việt Đức tiến hành liên tiếp số lượng lớn ca ghép tạng trong bối cảnh cùng lúc có nhiều nguồn tạng hiến từ người chết não. Trước đó vào tháng 9 năm 2020, Việt Đức lập kỷ lục ghép tạng khi ghép thành công 23 tạng gồm 3 tim, 4 gan, 16 thận trong 2 tuần. Tính từ năm 2010 đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện được 59 ca ghép tim, 88 ca ghép gan, 185 ca ghép thận và nhiều ca ghép mô khác. Ghép mô tạng là một trong những thành tựu quan trọng của ngành y tế, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo do tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục được. Chúng tôi đã đi triển giao cái kỹ thuật ghép cho rất nhiều các bệnh viện tuyến tỉnh, và bây giờ các đồng nghiệp của chúng tôi ở tuyến tỉnh họ cũng đang làm rất là tốt. Và chúng tôi kết nối online có những trường hợp hội chẩn qua telemedicine. Chúng tôi có những trường hợp cần thì tăng cường kíp xuống cùng với người ta. Thông qua việc hoạt động chung thì cũng nâng cao cái năng lực của tuyến cơ sở. Thế và cái đích chung của tất cả những người làm nghề y là càng có nhiều bệnh nhân được cứu sống càng tốt. Và khi mà có hai ca ghép này thành công thì ekip mừng lắm. Hiện tại bây giờ đang càng ngày càng nhiều người đăng ký hiến tạng này, từ khi có họ cho. Đây là một quá trình mà vất vả để thay đổi cái nhận thức. Và dần dần tôi tin rằng khi mà cả xã hội người ta nhận thức ra thì số người mà hiến nó sẽ nhiều lên, và cái đích cuối cùng cũng vẫn là càng nhiều bệnh nhân được cứu càng tốt. Theo thống kê, hơn 30 năm qua, Việt Nam đã ghép tạng hơn 8.000 ca, trong đó trường hợp người chết não hiến tạng chỉ chiếm 10%. Bệnh viện Việt Đức là đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng lấy ghép mô tạng từ người cho chết não. Đến nay 154 ca chết não hiến tạng tại Việt Nam thì Việt Đức chiếm 70%. Lãnh đạo bệnh viện này cũng cho biết sắp tới Việt Đức sẽ tiến hành các ca ghép phổi, khí quản, van tim. Đây đều là các kỹ thuật lần đầu được thực hiện ở Việt Nam. Ghép mô tạng là một trong những thành tựu quan trọng của ngành y tế trong việc chữa bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hiểm nghèo do các mô tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục được như suy thận mãn, gan, tim, tủy, hỏng giác mạc.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vận động được gia đình một người chết não thực hiện hiến tạng để cứu giúp nhiều người khác hồi sinh sự sống, đề cao nghĩa cử cao đẹp của việc hiến tạng mô tạng để hồi sinh sự sống cho những bệnh nhân đang cận kề cái chết. Việc thực hiện thành công các ca ghép tạng từ người cho chết não mở ra cơ hội có cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành y khoa Việt Nam. Đến đây, Y tế trong ngày xin được tạm dừng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.